Thái Hòa là một trong những xã có diện tích trồng lúa tương đối lớn trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Gắn bó với nghề trồng lúa suốt bao năm qua, đối với bà con nơi đây, niềm vui mỗi sớm ra đồng là trông thấy trà lúa chín vàng, bông lúa chĩu hạt. Tuy nhiên, vụ hè thu năm nay, do diễn biến thời tiết thất thường khiến cho dịch bệnh hoành hành, nhiều bà con nông dân ở xã Thái Hòa phải đối mặt với nguy cơ mất trắng cả mùa vụ. Suốt hơn 3 tháng trời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bà Phạm Thị Bỉ không khỏi xót xa khi nhìn từng cây lúa do chính tay mình chăm sóc nay bị dày nâu tàn phá, thiêu rụi. Năm nay bán rẻ. Tôi cấy một mẫu thì tôi cấy tất cả tỉa, tôi không cấy lép. Đừng nói cái lép, nói cái lép. Lấy nửa lép nửa tỉa. Thì tôi cấy một nửa lép một nửa tỉa. Lép thì cháy hết. Tỉa thì được hơn một tạ một xào, còn lép thì bị cháy hết. Cùng chung cảnh ngộ với bà Bỉ, vụ hè thu năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Bạo tiến hành gieo cấy một mẫu ruộng bao gồm cả lúa nếp và lúa tẻ giống Bắc Thơm 7. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm tinh mơ, bà đã tay liềm tay sọt ra đồng thăm lúa, dọn cỏ với hy vọng có một mùa màng bội thu. Thế nhưng do bị dày nâu đồng loạt tấn công, cả ruộng lúa nếp và lúa tẻ của bà chỉ đạt gần một nửa sản lượng so với vụ trước. Năm nay này phun nhiều mà cháy dày nhiều. Mới cấy thì không có nước. Đến lúc có nước lúa lên tốt đẹp thì bắt đầu lúa sinh trưởng thì tốt, rõ là đẹp, nhưng mà đến lúc rỗ thì ương ương thì cháy dày nhiều quá, phun nhiều lần thuốc sâu đấy, cứ phun một cách 2-3 ngày lại phun mà cuối cùng dày vẫn cháy. Bây giờ gặt về là không ai đong, thế mà bán cũng chẳng ai đong cả. Thế bây giờ dân chúng tôi là rất thiệt thòi. Để hạn chế dịch bệnh hoành hành, nhiều gia đình đã phải tiến hành gặt lúa non với mong muốn được ít nào hay ít nấy, nhưng cũng vì thế mà thóc ế chẳng ai mua. Hớ như này, đấy nên độc phải gạch mà gặt non thôi. Gặt non thì lại giá lại rẻ. Tại vì dịch nó dày, nó nhẹ cân này, xong bắt đầu là nó xấu thóc này, không được gạo nó đớn. Người ta lại giả giá rẻ. Năm nó quá thiệt hại luôn. Mà phun thuốc sâu rất là nhiều. Nhiều người phun từ 4:30. Mà mưa mất phất cũng phải đi phun, tại vì để không thì để nó cháy hết. Người ta thông báo cũng rất là nhiều nhưng phun không ăn thua gì. Vụ hè thu 2023 này, nông dân trên địa bàn xã Thái Hòa tiến hành gieo trồng trên 500 hectare lúa. Hiện phần lớn diện tích đang trong giai đoạn chín sáp và chuẩn bị thu hoạch. Năm nay của thứ liên hợp tác xã thì chúng tôi là dịch vụ nông nghiệp xã Thái Hòa sinh giống thì khoảng độ hơn 500 hectare. Thế trong đó thì chỉ đạo kế hoạch là khoảng 20% nếp các loại, còn 7-8% là bắp thân số 7. Nhưng đặc biệt năm nay là cái dày nữa, tập trung vào cái dày để phát triển từ lúc lúa còn con gái. Thì thông báo của các xã cũng đi thăm đồng ở trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì cũng đã phát hiện dày và đã thông báo thường xuyên thăm đồng trung tâm, nhưng mà do cái lưu lượng dày một số lý do là một số hộ gia đình họ không tuân thủ theo cái phương, hoặc là cái không nghe thông tin để đi kiểm tra lúa, hay là cái yếu tố thứ hai là do là không thực hiện vốn đúng và các cái loại thực vật cho lúa, nhưng mà phun nó cũng không đủ vùng độ, nhưng mà xảy ra một số hộ là cái cháy dày. Bên cạnh đó, đối với diện tích lúa chưa bị nhiễm bệnh, địa phương cần tích cực hướng dẫn người dân và chính quyền địa phương chủ động các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của sâu bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân.